Kinh nghiệm làm ruộng hơn 40 năm, ông Huỳnh Văn Danh đến bây giờ mới dám áp dụng 3 giảm 3 tăng vào đồng ruộng của mình. Sau khi tham gia lớp tập huấn và có mô hình trình diễn tại lớp học vào năm rồi. Có thể nói, nông dân bây giờ sợ lúa bị sập hơn bất cứ thứ gì khác. Bởi nếu lúa sập thì tốn nhiều chi phí thu hoạch mà giá bán rất bấp bênh, thậm chí thương lái còn không thèm nhìn đến. Khi áp dụng biện pháp 3 giảm 3 tăng bằng cách cấy thì ông Danh nhận thấy lúa bám rễ sâu, rồi hàng cách hàng, dòng cách dòng thưa nên gió luồn qua kẽ hở. Nước mưa rớt được xuống đất nên sẽ ít bị đổ ngã. Chính vì vậy mà vụ thu đông này, ông cấy hết 15 công đất nhà mình mà không phân dân. Thì bây giờ xét tôi xét á, thì bây giờ cấy thì bị gì, mình lúc mình cấy thì cấy xuống khoảng 3 phân. Thì coi vậy là bộ rễ nó bám dưới, là cấy cái thời khoảng cách nó thì từ tấc 8 đến 2 tấc. Mà như cái bộ rễ nó bám sâu vào đất dưới là thành ra thông đổ ngã. Theo bông lúa thì tôi thấy là xác định là cũng như mình cấy thì nó đồng to, bông bự mà lại bây giờ nó chỗ bông dài nữa. Hột nó cũng lớn. Hồi trước thì đúng ra thì bây giờ là coi vậy là mới xả xuống 5-7 bữa là xịt rồi. Rồi bây giờ là thời gian này thì có qua học lớp EBM thì mình để 40 ngày thì xịt một lần. Rồi với hổm 50 ngày thì tôi có xịt dưỡng cây một lần nữa. Giảm giống, giảm phân, giảm thuốc nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế là mục tiêu mà nông dân hiện nay đang hướng đến. Anh Võ Quốc Việt có 3 hectare đất lúa. Vụ này anh cũng cấy hết vì có thể đầu tư lúc đầu sẽ hơi nặng vốn. Mỗi công 620.000 đồng, nhưng phân bón và dịch bệnh giảm gần một nửa so với xạ thường. Nông dân sẽ không phải tắm thuốc sâu, thuốc rầy thường xuyên. Cái vụ này thì năm nay mình cấy là cái lúa nó xanh, nước đẹp hơn, ít bệnh hơn, rồi bông nó to hơn. Phân thuốc xạ lan thì nó nặng hơn. Mình lúa mình dày, mình lo, mình xịt ngừa, thành ra nó tốn nhiều. Còn mình cấy rồi mình áp dụng trong BBM 3 giảm 3 tăng. Mình không xịt sâu ngừa, chừng nào sâu mà đối đế mà nó trên mét vuông là nhiều mình mới so sánh mình mới xịt, chứ bệnh cũng không có ngừa. Chừng nào có dịch bệnh mình trực tiếp mình xịt. Đầu vụ tới giờ tôi xịt một lần sâu cuốn lá với là hai lần bệnh này. Đây là công việc trước kia khi anh Võ Văn Thái còn xạ lan, xạ dày, có mọc đầy phải đi cắt ngày này qua ngày nọ. Anh vừa tốn phân cho lúa, vừa tốn phân cho cỏ. Và lúa càng dày, cỏ càng nhiều thì bệnh hại càng phát triển. Anh phải thuê xịt thuốc liên tục. Mặc dù đã đi học 3 giảm 3 tăng trước đó, nhưng anh chưa áp dụng được. Đến vụ này, anh mới có thể cấy thưa hết 1 hecta lúa của mình. Cũng học nhiều lần, mình cũng biết cách để mà 3 giảm 3 tăng. Nhưng mà có một cái lớp vừa rồi là về tập huấn về cái 3 giảm 3 tăng của chương trình quy nên sát á, thì tôi cho bây giờ tôi đi học. Là lý do gì nè, hồi trước đây thì tôi về thì tôi làm ruộng thì thường thường xạ hàng, mình xạ hàng bằng máy xạ hàng đó, thì kéo hàng thì thấy nó trống quá, vợ tôi nó cũng không có thích nghi vấn đề đó nữa, nó không chịu làm nữa. Thứ là đợt này là nhờ cái dịp tập huấn này tôi gửi vô để học, để cho vợ mình nó nắm được cái kiến thức. Mình cấy xuống rồi thì giờ bị mưa bão rồi nọ, dụ như vậy rồi cũng chống chút đỉnh, bị áo quan chút đỉnh, nhưng mà mình khắc phục hậu quả thì nói chung dặm cũng ít, không đổi. So với cái lúa xạ ngang là được rồi, là chết, là đúng ra là bỏ luôn á. Mà cấy này thì nó không sao. Hiện nay thì lúa cũng chỗ đều như vậy rồi, nhưng mà thấy cái tình hình lúa thì nó rất là đẹp, bông dài rồi lại thấy nó chắc hột hơn so với mà lúa mình xạ dày. Khi mà xạ thưa mà cái năng suất không thua cái so với xạ dày thì chúng ta thấy rằng thì năng suất lúa thì được hình thành là tổng cái lượng hạt lúa chắc trên đơn vị diện tích, chứ không phải là tổng số bông lúa trên đơn vị diện tích. Cái bông lúa xạ thưa thì nó sẽ dài hơn. Thứ hai là cái số hạt lúa trên bông cũng như là cái hạt chắc trên bông của cái ruộng xạ thưa thì nó nhiều hơn. Thì trong thực tế chúng tôi quan sát
thì cái số bông lúa hạt chắc của vụ xạ thưa có thể là nhiều gấp rưỡi, gấp hai lần. Do đó thì dù chúng ta xạ thưa cái số bông nó ít hơn nhưng mà cái năng suất nó vẫn đảm bảo, có thể từ bằng đến hơn cái vụ xạ dày. Áp dụng 3 giảm 3 tăng là cách làm đang được khuyến khích hiện nay, vừa đỡ tốn chi phí đầu tư, vừa hướng đến sản xuất sạch, thân thiện với môi trường và thay đổi dần thói quen lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của nông dân, làm ảnh hưởng đến sức khỏe chính nông dân và môi trường sống xung quanh. Tại ấp 7 xã Xà Phiên đã có 15 hecta áp dụng 3 giảm 3 tăng bằng cách cấy thưa trong vụ này. Giờ đây, tâm lý đặt nặng năng suất cho bằng anh, bằng em không còn nữa, mà quan trọng là lợi nhuận kinh tế thu về sau mỗi vụ lúa. Phải tính chi phí lại chứ, nếu mà bằng không tính chi phí bây giờ đổ ra đó nhiều quá, mười mốt rồi mình lấy lại đâu có đủ. Bây giờ thí dụ giờ mình hạ quyết tâm bằng, thí dụ mình biết bằng khoảng công 30 dạ là khoảng bao nhiêu tiền đó, rồi bây giờ mình bằng phải chi phí mình phải là nó bớt lại đó, cho nó đỡ tốn kém. Mà chung ra thì bây giờ ông nói ông bây giờ ông trúng hơn tôi công 3 dạ 4 dạ, như cái chi phí ông có quá trời nhiều. Thí dụ chi phí tôi có 500 mà chi phí ông tới 1 triệu thì thành ra bây giờ vậy ông cũng đâu giảm mà ông nặng cái công hơn. Để thay đổi thói quen canh tác của nông dân, không gì khác là phải tập huấn và phải có mô hình thực tế trực quan sinh động. Trong mỗi lớp tập huấn đều có từ 20% trở lên là nông dân nữ, để các chị thấy được hiệu quả của biện pháp mà đồng lòng áp dụng vào sản xuất lúa. Mục tiêu từ đây đến năm 2020, kết thúc dự án chuyển đổi nông nghiệp, Hậu Giang sẽ có 36.000 nông dân được thụ hưởng chương trình chuyển giao kỹ thuật, áp dụng trên 40.000 hectare. Sản xuất nông sản giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng là xu hướng tất yếu mà nông dân phải làm theo nếu muốn hàng hóa được thị trường chấp nhận.